Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái design pattern ở trong được áp dụng rất nhiều trong cả ngôn ngữ lập trình, trong đó có siêu vùng cộng. Đó là kỹ thuật delegate, hay gọi cách khác là một cái cách gọi callback ở trong lập trình siêu vùng cộng. Và cái kỹ thuật delegate được áp dụng rất là nhiều, đặc trưng ở iOS hoặc là iOS thì có Objective-C hoặc Swift cũng sử dụng delegate rất là nhiều. Và trong Android cũng trong Java, lập trình Java cũng sử dụng delegate rất là nhiều, và đây là interface. Còn hôm nay thì một cái kỹ thuật này sẽ được áp dụng ở ngôn ngữ lập trình siêu vùng cộng, và chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên các bạn sẽ tạo mới một empty project, các bạn là set là delegate. Ví dụ như là các bạn đặt một cái tên gì rồi nhớ delegate sample. Tiếp theo các bạn sẽ tạo cho mình một hai cái class. Đầu tiên là một cái class giám đốc. Cái class thứ hai là một cái class là nhân viên. Và các bạn cần một cái file để chạy chương trình, các bạn sẽ đặt ở trong main. Bạn add một file cpp để chạy chương trình. Các bạn include hai cái file các bạn vừa tạo để các bạn có thể sử dụng được các cái object này. Ok, nói qua về cái chương trình này. Chương trình này sẽ làm nhiệm vụ một chức năng, đó là giám đốc sẽ là người cái giao việc cho nhân viên, và nhân viên sẽ nhận được cái sự ủy quyền từ giám đốc. Thì giám đốc khi mà giám đốc giao nhiệm vụ cho một nhân viên với cái số việc ấy, thì nhân viên sẽ thực hiện là thông báo là đang làm bao nhiêu việc đấy. Còn nếu như mà nhân viên không được giao việc thì nó sẽ thông báo là hiện tại chưa nhận được việc nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần một cái lớp virtual function, một cái lớp là delegate. Các bạn đặt tên là các bạn sẽ vào cái file giám đốc, các bạn sẽ tạo một cái class. Các bạn cần một cái class delegate ở đây, là các bạn đặt là giám đốc delegate. Có nghĩa là ở trong này các bạn khai báo những cái hàm virtual function public. Các bạn khai báo là virtual voice, ví dụ như là kiểm toán. Ở trong này thì các bạn khai báo số việc chẳng hạn. Ví dụ có rất là nhiều việc ở trong việc kiểm toán này. Các bạn khai báo một cái hàm virtual, hàm tuần nào. Cái câu lệnh này có nghĩa là khi mà một cái lớp khác kế thừa từ cái lớp này thì những cái hàm này sẽ được bắt buộc phải viết lại. Thì đấy, nó nhằm đảm bảo là cái hàm này được override lại. Ở trong cái class giám đốc này, các bạn dùng một biến private, các bạn gọi tới cái, các bạn kể thừa cái object này, giám đốc delegate. Các bạn khai báo một cái biến delegate ở đây. Các bạn có thể đặt luôn là giám đốc delegate cũng được. Rồi, ok. Và trong một hàm public này, để cho những lớp khác gọi, các bạn sẽ đặt một cái lớp là giao việc. Ví dụ như là số việc ở đây. Ok. Các bạn là làm cái hàm là void, một là set delegate. Đây là ủy quyền cho ai đấy? Ủy quyền cho thằng nhân viên nào? Các bạn sẽ truyền cái biến giám đốc delegate ở đây vào. Okay. Sang bên cái file cpp, các bạn sẽ viết lại hai hàm này, void, các bạn sẽ là set void giám đốc, set delegate. Trong này các bạn sẽ viết lại, nếu các bạn sẽ phải check, đầu tiên thì cái biến này mình cần phải khởi tạo giá trị cho nó là bằng null. Các bạn hãy khởi tạo giá trị ở đây, mở giám đốc đúng không, delegate. Các bạn sẽ truyền một giá trị null vào đây, có nghĩa là khi hàm tạo này nó tạo lên thì thằng này sẽ nhận giá trị là null.
Thì ở đây thì các bạn thấy check là if giám đốc mà khác null đấy, cái này có nghĩa là khác null, thì mình sẽ gọi cái lệnh, mình sẽ có nghĩa là những thằng nào mà được set đi get rồi ấy, thì nó sẽ khác null. Các bạn sẽ gọi tới cái hàm kiểm toán này, các bạn sẽ truyền cho nó một số việc, bây giờ truyền cho nó là các bạn sẽ không làm cái này, các bạn sẽ là nếu như cái thằng delegate này, cái thằng biến nếu mà nó khác null đấy thì các bạn sẽ gán giá trị của cái biến ở trong cái lớp giám đốc này sẽ bằng chính là cái delegate của cái lớp được ủy quyền. Thì có nghĩa là khi mà nhân viên thằng nào nhân viên nào thằng nhân viên nào sẽ delegate cho thằng nhân viên nào ấy, thì nó cái mọi hoạt động của cái lớp delegate này nó sẽ hoạt động của tên chính cái lớp nhân viên đấy. Thì cái này tiếp theo các bạn sẽ làm một cái hàm, đó là cái hàm giáo viên. Thì ở đây các bạn hãy báo là void giám đốc giáo viên, in số việc. Bạn hãy báo là đây, các bạn cần dùng một số hàm in ra đi, demo video stream chẳng hạn. Bạn dùng câu lệnh cao này, ở đây các bạn cần phải check đúng không, check nếu như if cái biến này khác null thì các bạn mới bắt đầu làm những cái việc sau đây. Đây có vẻ là nếu như mà đã giao được việc cho một thằng nhân viên rồi thì mình sẽ báo là tôi giao cho anh, đây là số việc đấy, thì những câu lệnh cơ bản. Nếu không, nếu như mà nếu như cái giám đốc mà không giao việc thì cái này thì mình sẽ không đây, và đồng thời mình sẽ gọi tới thằng nhân viên nào nó được giao việc thì nó sẽ gọi tới cái hàm kiểm toán này, số việc ở đây, như là truyền số việc vào đây. Ok, là cái việc mà nếu như mà không giao việc thì phải thông báo là cô trả giao cho ai việc gì cả. Ok, giao việc rồi, sang bên cái lớp nhân viên này, để nó nhận được cái, để nó nhận được cái thông tin là thằng giám đốc đã giao việc cho nó hay chưa thì nó phải kế thừa lại cái lớp giám đốc delegate này. Mình sẽ thu một cái là cái báo mừng nguyên mẫu hàm. Chuyển thằng giám đốc và cũng không cần thiết, mình sẽ cứ để này cũng được. Các bạn sẽ phải include cái giám đốc vào thì các bạn có thể sử dụng được cái class giám đốc delegate. Thì ở đây các bạn muốn kế thừa từ cái lớp này, các bạn phải public cái giám đốc delegate này, và khi mà các bạn kế thừa lại lớp này, giả sử mình build chương trình nó sẽ báo lỗi là mình sẽ có sử dụng không, mình sẽ không build luôn. Khi mà các bạn kể từ cái lớp này có cái hàm này thì các bạn phải chắc chắn phải override lại cái hàm này. Thì ví dụ như là mình khai báo hai cái đối tượng giám đốc chẳng hạn này, giám đốc một đi, rồi cho một thằng giám đốc, còn nhân viên vẫn có thể là nhân viên một chẳng hạn. Ok, các bạn phải tạo chương trình nó sẽ báo một cái lỗi, đó là ở cái lớp nhân viên này không thể init được bởi vì cái hàng ký hàm kiểm toán này chưa được override lại. Nghĩa là
Bởi vì nó là một VM tuần nào nên là mình phải override ở trong này. Các bạn đặt luôn đi tour void điểm toán, trong này là số việc, và hoàn vào lớp này để viết lại nhé. Này void nhân viên kiểm toán số việc. Thì bắt một cái đây là một cái hàm để báo cáo lại cho sếp, báo cáo. Ở đây các bạn cần một cái biến, ví giả sử như mình nhận cái thông tin số việc từ giám đốc gửi sang cho mình, là mình dùng một cái biến private, nghĩa là số việc, mình đặt tên là mời số việc chẳng hạn. Thì mặc định mình sẽ cho cái số việc này bằng không, truyền giá trị không vào. Ok, vậy bây giờ nếu như trong cái việc kiểm toán này, có nghĩa là khi nào thằng nó ra đi get thì mình kiểm tra một cái là mình sẽ gắn cái thằng cái biến trong cái lớp nhân viên này sẽ bằng cái số việc giám đốc truyền sang cho nó. Ok, thì trong cái hàm báo cáo thì các bạn sẽ là nhân viên báo cáo, thì đơn giản chỉ là thông báo lên là có việc hay không thôi. Rồi các bạn sẽ báo cáo ở đây if như là cái số việc này nó khác không, nếu như nó có việc giao thì nó sẽ báo cáo là em đã nhận được. Mở số việc sẽ làm luôn chẳng hạn như vậy. Ok, còn nếu như mà nó không nhận được việc vào thì các bạn sẽ thông báo một cái câu lệnh là td theo mình trả nhận nào cả. Ví dụ như là hãy bảo là số việc có số việc có bằng, bạn hãy truyền lại cái biến này để kiểm tra m số việc này. Kiểm tra này. Ok, mình cũng không cần phải câu lệnh này, nó dườm ra bỏ cái này đi. Ok, bây giờ các bạn sẽ chạy thanh kinh. Nó thiếu những cái thằng này, mình sẽ, các bạn biết vì sao mình lại không để cái hàm yo stream này bên này không? Bởi vì bây giờ trong lớp nhân viên với cả lớp giám đốc mình đều để cái yo stream ở bên file CVP. Thì khi mình include lại trong cái file main ấy thì nó sẽ không bị, nó chỉ include file hash mà nó không include lại các cái file này. Do đó là cái thư viện này nó sẽ không được gọi ở trong cái chương trình main này. Thì bây giờ các bạn đã build thành bị thất bại cáo đây. Đây trong này std cao đây. Ok, thành công rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành demo cái này. Việc đầu tiên là giám đốc phải giao việc, phải ủy quyền cho nhân viên, nghĩa là giám đốc sẽ delegate cho chính cái thằng nhân viên này. Thì sao lại có câu lệnh này? Ta thấy là cái hàm set delegate này nó là một cái hàm nó sẽ nhận một cái object là giám đốc delegate hoặc là những thằng class nào kế thừa từ cái class này. Ví dụ như là class nhân viên này nó cũng là kế thừa từ thằng này. Và vậy là khi mình cái việc mình set như này là hoàn toàn hợp lý. Kế tiếp theo là các bạn sẽ tiến hành là giám đốc sẽ tiến hành giao việc cho thằng nhân viên này. Các bạn có thể sau 10, 12 việc chẳng hạn, thằng nhân viên này phải báo cáo.
báo cáo có bao nhiêu việc nó đã làm. Dùng một cái thư viện để hiển thị ra màn hình, dừng lại màn hình để các bạn có thể đọc được kết quả. Yes. Thì khi các bạn chạy chương trình lên, thằng nhân viên nó sẽ bảo là tôi giao cho anh mẹ, thằng sếp thì mình sẽ viết thêm một cái là giám đốc đi. Đấy, để các bạn về nhìn được rồi. Đây thì nó sẽ thông báo cho các bạn thấy là giám đốc bảo là tôi giao cho anh 12 việc, nhân viên là em đã nhận được 12 việc, em sẽ làm luôn. Còn trường hợp giả sử mình không set delegate cho nó, nghĩa là giám đốc có giao việc nhưng mà không biết giao cho thằng nào, thằng nhân viên này cũng không nhận được việc, sẽ báo cáo này. Tôi không giao cho ai việc gì, thằng là nhân viên báo em chả nhận được việc gì, số việc em đang có là không. Ok, đây là cái ví dụ demo về delegate ở trong trường công đã xong, và hẹn gặp lại các bạn trong những design pattern tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.